This is Nancy Bui. Today is May 21st, 2010. I would like to interview Mr. Pham and Thanh at the ICC studio. This is a part of 500 oral histories. Thưa chào ông có thể cho biết tên ông là gì không ạ? Thưa tôi tên là Phạm Văn Thành. Thưa ông đang sống ở đâu ạ? Dạ, hiện nay tôi đang sống ở thành phố San Jose, tiểu bang California. Thưa ông có thể cho biết rằng gia đình của ông sang Mỹ vào năm nào không? Thưa, chúng tôi sang Mỹ theo chương trình H36 xin lỗi, vào ngày 29 tháng 6 năm 1995. Thưa ông thì ông đã sinh trưởng ở đâu? Thưa, gia đình tôi thì là người Bắc, nhưng chúng tôi sinh trưởng tại Sài Gòn. Thưa ông tuổi trò trẻ của ông, tuổi thơ ấu của ông sống ở Sài Gòn, ông có cái kỷ niệm gì đặc biệt với Sài Gòn không? Thưa, tôi có rất nhiều kỷ niệm ở Sài Gòn. Bởi vì bố tôi xuất thân là một người đi về làm phu cao su ở miền Nam. Và sau đó đã lập nghiệp tại Sài Gòn. Và cái hiệu quốc của bố tôi là cái hiệu quốc đầu tiên ở tại Việt Nam. Và đã có nhiều chi nhánh mở ra ở khắp miền Nam Việt Nam. Trong đó thì có bà cô ruột của tôi là ở tại Cần Thơ. Và cũng xin nói thêm một chút là bố tôi đã có những cuộc triển lãm tại Phnom Penh hay Luang Prabang, Vientiane. Và lúc bấy giờ thì tôi thấy rằng bố tôi có đem về những cái gọi là bằng khen. Thì chúng tôi thấy, và thời bé tôi cũng đã được bố cho qua Bắc Bang một lần trong cái chuyến mà cuối năm ông đi thu tiền của cái công việc làm ăn thương mại của ông. Dạ, cho nên từ bé tôi đã được theo bố tôi đi rất nhiều nơi. Và vì đó mà tôi có rất nhiều kỷ niệm ở những nơi tôi đã qua. Như là những năm đó là những năm Việt Nam cũng có ít những nhà kỹ nghệ mà có cái thực sự có một cái chế tạo một cái coi như sản phẩm của đó, mà ông có thể nói về cái việc chế tạo sản phẩm như của gia đình như thế nào không? Dạ thưa vâng ạ, bố tôi thì thật ra nói rằng một người xuất thân về ngành thương mại hay là ngành kỹ nghệ thì không đúng, vì bố tôi vào làm su phu cao su. Nhưng sau đó thì do cái bản chất hiền lành và cần cù tiết kiệm thì bố tôi đã nghỉ làm nghề phu cao su và đi buôn hàng đẩy, tức là nhận những hàng vải vào trong cái đẩy đi bán. Thì do cái chỗ đó mà khi bố tôi đến cất hàng thì lại gặp cái bà mợ ruột mà đưa mẹ tôi vào miền Nam. Thì do tư duyên hai ông bà kết hợp với nhau và sinh ra là 6 chị em chúng tôi ở tất cả ở Sài Gòn. Thì tôi có nhớ một cái kỷ niệm còn nhỏ là bố tôi ngày đó tức là làm về guốc vông và guốc sơn. Đặc biệt là bố tôi lại biết về cái nghề mà chế pha sơn làm tại nhà. Mà tôi lúc bấy giờ còn bé nhưng tôi đã có những cái nhớ mong máng là có nhiều người đã bị cái chất sơn nó ăn mà lở mặt, lở mày ra. Thì cái đó, và cái kỷ niệm nữa là bố tôi rất thích về cái nghề làm ăn. Và sau này lớn lên tôi theo bố tôi cũng ra Hà Nội cũng vì cái chỗ mà ông thích đi làm ăn như thế. Thành ra đối với tôi thì tôi cho đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của tôi. Thưa ông, ở trong gia đình thì bố ba của ông hoặc ông bà có kể những cái chuyện gì đặc biệt về về coi như họ hàng hoặc là cái họ của nhà ông như thế nào để cho con cháu nghe? Có một cái kỷ niệm mà tôi cho rằng đau đớn nhất với bố tôi, mà tôi thấy rằng cái đó là một cái đánh mạnh vào trong tâm trí của tôi. Tức là bố tôi ở làng thì đều coi ở làng coi không ra gì hết. Mà chính vì cái lý do đó mà ông phải bỏ đi làm phu cao su. Thì sau này khi mà ông đã làm lên được cái gọi là gia thế rồi đó, thì chính bố tôi và bác ruột của tôi đã làm cái chuyện nổi của những năm 1938 là tự lái xe từ Sài Gòn về tới quê nhà, cũng như để mà đánh lại cái tự ái mà mình đã bị mất từ khi hồi còn bé.
Và chính nói rõ ra là vì sao mà người ta lại coi thường bố không? Dạ thưa, vì thật ra thì bố tôi mồ côi từ bé, cho nên do cái chỗ đó thì nhà ở làng thì có một cái có vẻ như là khi bảo xin lỗi là của mày thì chả là được cái gì tích sự gì đâu. Thì nhà bố tôi cứ mang cái ý tưởng ở trong đầu mà bố tôi đi, và bố tôi đã làm được một cái việc gì đó mà tôi thấy rằng nó cũng là một cái gương để cho tôi học tập sau này. Thưa ông, về bố ông Điền chắc đã không qua đời vào năm nào? Thưa, bố tôi qua đời từ năm 1997, sau khi ông từ ngoài Bắc trở vào trong Nam. Thưa ông thì khi mà ông bố còn sống thì cái gương của bố ông đã coi như là soi sáng cho cuộc đời, hướng dẫn cuộc đời ông rất nhiều, nhưng mà cái gì mà làm cho ông nhớ mãi và ông không quên và ông hiện tại ông vẫn còn theo đuổi cái lời nói đó của bố mình? Thật ra thì tôi không có quyền phán xét về bản thân sinh ra tôi. Nhưng tôi phải nói rằng thì là bố tôi đã gây ra nhiều cái không hay cho gia đình. Mà vì đó mà tôi nghiêng rất nhiều về mẹ tôi hơn là bố tôi. Nhưng có một cái kỷ niệm là tôi thấy rằng theo tôi nhận định thì bố tôi là một người tài hoa. Và bố tôi là một người rất là giỏi. Bởi vì tôi lấy một thí dụ như năm 1944, bố tôi đã từng thuê hẳn một cái gon tàu hỏa để chở hàng, tôi không biết là hàng gì, nhưng mà đã bị tịch thu. Và cái cuộc tịch thu đó đã khiến cho gia đình tôi lao đao. Bố mẹ tôi lại phải bán nhà đi và đi ở nhờ vào cái căn bếp của một nhà hàng xóm. Thì mẹ tôi lúc bây giờ có vẻ bực bội lắm, lúc nào cũng cằn nhằn bố tôi. Thì tôi chỉ nhớ có một câu bố tôi nói rằng là bà yên chí đi, hai bữa nữa ta có nhà khác rồi. Thì mẹ tôi chỉ cười nói, ông nói cái chuyện phiêu lưu quá, cả cái nhà ông ở con đường Gia Long, là đường La Grandière dưới thời Pháp, mà nhà hai tầng mà ông còn phải bán đi rồi ông trả nợ, bây giờ ông bảo hai ngày nữa thì lấy đâu mà nhà. Nhưng chính đúng như vậy, đúng hai ngày sau thì bố tôi có cái nhà. Mà cái nhà đó lại cạnh cái nhà của bố tôi ở bị mất. Thế thì mẹ tôi cũng không biết nói sao hơn. Thì đó thì tôi thấy rằng bố tôi có những cái điều đó. Mà chính cái đó là cái mà tôi học hỏi khi mà tôi đến đất Mỹ này. Hiện tại bây giờ ông sang đến bên này thì ông... Thưa rằng chúng tôi rất tiếc là khi chúng tôi ra đi chỉ được có mình cháu út. Lúc bây giờ cháu nó còn độc thân. Thế là còn lại tất cả năm gia đình khác thì đều ở lại Việt Nam. Nhưng đến nay thì chúng tôi đã có được thêm một gia đình nữa sang đây và ở dưới Nam Cali, tức là do bên chồng mà bảo lãnh cho. Và hiện nay chúng tôi cũng đang bảo lãnh cho một cháu được khoảng 6 năm rồi. Chắc chừng 2 năm nữa thì cháu có thể, gia đình cháu có thể sang đây. Còn những cháu khác thì nó lớn quá rồi, cho nên là cái quan niệm của nó mới rồi thì là đi qua đây không biết có làm được gì không. Rồi thì lại cũng phải làm lại bước đầu. Theo như cái nhận định của các cháu nói như thế. Thì đối với tôi, cái quan điểm tôi nói là làm lại bước đầu tôi cho là không đúng. Bởi vì thực ra thì sau cái biến cố năm 1975 thì chúng ta còn gì nữa đâu để gọi là làm lại bước đầu hay là làm lại bước chót. Nhưng mà đó thì tôi rất là tôn trọng cái ý kiến của các con. Nhất là bây giờ các con tôi đã lớn thì tôi nghĩ rằng tôi không có một cái ép buộc nào hay là một cái hướng dẫn nào. Bởi vì theo tôi, tuổi trẻ ngày nay nó có một cái cách giải quyết. Mà nếu tôi ở cái tuổi lúc bấy giờ của các cháu, tôi chắc là tôi không có được cái giải quyết nhanh chóng và hữu hiệu như các cháu bây giờ. Thưa ông, qua cái hoàn cảnh của gia đình như vậy đó, nói là sang bên này để có tự do rồi có đoàn tụ, nhưng mà cuối cùng thì cái chính sách mà cho những người coi như là cựu tù binh, tù nhân chính trị Việt Nam qua đây, và chính cái chính sách đó làm cho những gia đình bị coi như là
thay vì đoàn tụ thì bị chia rẽ, thì ông có suy nghĩ gì về cái chính sách đấy không? Ông có nghĩ rằng họ có những cái gì không có hoàn hảo để áp dụng một trường hợp như của ông không? Thưa theo tôi thì chúng ta phải xét vấn đề trên hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là bản tâm của chính quyền người Mỹ. Lúc đầu họ cũng đã có những cái sự gọi là nhân nhượng hay là dễ dãi trong vấn đề mà tiếp nhận những người đến định cư ở đất nước của mình. Thế nhưng vì cái phong trào hàng ngày nó càng đông đi, và có thể là do những cái hoàn cảnh khó khăn mà họ không thể buộc cứ tiếp tục mãi theo thế đó được. Cho nên từ lúc đầu là mặc kệ là con cái có gia đình hay không có gia đình, lớn bao nhiêu tuổi thì họ cũng chấp nhận hết. Nhưng sau này thì cái số đó họ đã giảm bớt đi. Và cuối cùng thì chỉ chấp nhận cho những người trên 21 tuổi mà độc thân mới được đi mà thôi. Thế thì cái đó chúng ta cũng, nếu mà gọi là trách cứ cũng không hẳn trách cứ. Nhưng mà nói rằng ấy, nhưng chỉ có một điều tôi cần nhấn mạnh là dường như ở đây chúng ta chưa thấy có một cái sự công bằng. Tôi lấy một thí dụ như là một gia đình chúng tôi khi bảo lãnh cho một đứa con, phải nếu mà con ruột phải chờ ít nhất là 8 năm. Trong khi đó thì hiện nay đang có cái dư luận là những người nhập cư bất hợp pháp lại đang được có một cái chiều hướng để mà người ta tìm cách nào đó để mà nâng đỡ, để mà cứu vớt. Thì tôi thấy rằng cái đó là cái, theo tôi là một bất công. Bởi vì tại sao những người ra đi một cách đàng hoàng, tử tế, có như những sắp đặt thì lại phải chờ đến một cái số năm nào đó. Thế còn bây giờ thì theo cái luật lệ người Mỹ là cái nói cái bước chân lược lên nước Mỹ thì lại có một cái ưu tiên nào đó, thì theo tôi thấy cái đó là. Mà chính cái điều đó thì chúng tôi cũng đã đôi lần nói thẳng vấn đề này với bà Barbara Boxer và bà Diane Feinstein, là những bà thượng nghị sĩ của cái tiểu bang của chúng tôi. Thì đôi khi bà nói những cái chương trình về người illegal immigrant thì tôi cũng mạnh dạn tôi nói thẳng như thế, tôi cho cái đó là unfair. Yeah. Thưa ông, lúc mà gia đình của ông chuẩn bị hồ sơ để mà đi sang Mỹ đó, thì cái thủ tục đó nó có dườm dà khó khăn lắm không? Chưa, thật ra thì có khó khăn. Nó đây là vấn đề nó đồn đẩy. Khi tôi đến với lại cái cơ quan gọi là quản lý người nước ngoài và xuất nhập khẩu, thì họ nói với tôi rằng hay là mời bác ra coi cái bảng thông cáo ở phía ngoài. Khi tôi ra thì cái bảng thông cáo nói rằng chúng tôi được phép nhận quà tặng, chả có một cái gì khác hết. Thì tôi hoang mang lắm, tôi bảo ít nhất anh phải cho tôi biết như thế nào. Thì họ chỉ nói lửng lơ thế thôi. Sau đó thì tôi được một người giới thiệu rằng ông đừng có đến địa phương nữa, ông đi thẳng cái cơ quan gọi là cơ quan dịch vụ xuất nhập cảnh Bộ Công an. Thì tôi có gửi cái thơ ra cho Bộ Công an, tôi nói trường hợp như thế, thì theo ý các ông chúng tôi có hợp lệ để được ra đi hay không? Thì họ trả lời với chúng tôi là được. Và sau đó tôi đã lập thủ tục theo cái đường dây đó. Thì trái lại đó rất là nhanh chóng. Chỉ có một tháng sau là tôi được hộ chiếu. Và sau đó thì nghĩa là theo cái thủ tục thì tôi phải chờ mất khoảng một năm thì tôi qua bên này. Khi mà ông nói người ta làm vậy, tôi để là chúng tôi có nhận quà tặng, ông có muốn nói rõ là ám chỉ là ông đã phải trả tiền cho họ để mà được làm hồ sơ không? Dạ thưa không ạ, tôi không có đi cái đường đó cho nên tôi không biết cái quà tặng nó là thế nào. Nhưng mà đứng về Bộ Công an ấy, thì tôi đặt vấn đề. Thì họ nói rằng cái dịch vụ mà chúng tôi lo cho ông lúc bây giờ gia đình chúng tôi đi ấy, thì tùy theo cái số người họ lấy 75.000 vào năm 1995. 94. Tiền Việt Nam. Dạ vâng. Thì sau đó thì họ đã làm thủ tục cho tôi ra đi. Dạ. Khi mà đứng trước những nhân viên của cái sở di cư của người Mỹ đó, họ phỏng vấn ông có khó khăn lắm không, và họ hỏi những câu hỏi đại loại như thế nào? Thưa, về vấn đề này thì chúng tôi được biết là thường thường họ rất đa nghi. Nhưng tôi thì lại được cái nhiều cái may mắn là vì năm 1967 tôi có qua học ở bên này một lần. Do đó tôi có được một cái bằng diploma người ta cấp cho tôi sau khi học cái khóa đó ở For Justice Virginia. Và đồng thời cũng lại là một cái may mắn của tôi nữa là trong thời gian phục vụ trong quân đội thì
thì tôi có được một cái huy chương, nó gọi là Army Commendation Medal. Do đó khi tôi đưa hai cái bản sao đó vào, thì cái người phỏng vấn tôi họ chỉ cười một câu hỏi rằng, thế ông đi ông đem theo bao nhiêu người, và chỉ trong đầy chừng 7 phút là tôi ra thôi. Thì khi tôi đi ra khỏi phòng phỏng vấn thì những người hỏi, rớt hả? Thì tôi bảo không, họ không tin. Mà sao mà nhanh quá. Thế nhưng mà tôi biết rằng hai cái đó là hai cái sát tiếp nhất để cho tôi có đủ điều kiện, hay là có thể nói cách là dư điều kiện để mà nó đi. Thưa ông nói rằng ông sang đây với cái diện HO, tức là dành cho những người cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Thì như vậy cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam nó đã ảnh hưởng ông như thế nào, vì sao phải đi tù? Thưa, cái đó là cái hoàn cảnh chung. Bởi vì dù cho bên này hay bên kia chiến tuyến, thì ai đã đứng vào trong hàng ngũ thì tất nhiên là phải chịu cái hậu quả của cái chuyện thắng hay là thua. Thì chúng tôi cũng vậy. Và chính vì đó nên những ngày đầu tiên vào trong trại gọi là tập trung á, chúng tôi bảo chúng tôi không có tội. Và họ nhất định là các anh phải có tội. Và chúng tôi vẫn cãi cho bằng được là chúng tôi không có tội. Nhưng đến khi tôi nghe được một câu thì tôi thấy họ nói có lý. Họ bảo rằng thì là anh nên nhớ rằng trong một cỗ máy, dù anh chỉ là một con ốc thôi, nếu anh không làm con ốc thì làm sao cỗ máy vận hành được. Cho nên tôi từ đó tôi bảo nếu anh nói như thế thì tôi nhận là tôi có tội. Nhưng mà tội của tôi cũng không phải là tội với các anh hay với ai, mà cái tội này là vì tôi đứng vào cái phía bên này. Thì bên này của những người trẻ chúng tôi có một cái chọn lựa, một là ra khu, hai là không ra khu được thì ở lại, phải đi vào trong cái hàng ngũ của bên này thôi. Cũng như các anh bên đó cũng vậy. Một là các anh gọi là hộ tránh, còn nếu không thì các anh ở lại thì cũng phải làm theo cái nhiệm vụ thôi. Còn bây giờ thì các anh thắng, chúng tôi thua thì bao giờ đúng thôi, anh nói thế là đúng thôi. Vâng. Thưa ông, ở trong quân đội thì ông làm gì ạ? Thưa tôi, quân đội thì tôi là trưởng ban khai thác quân xa. Trước đó là cái trách nhiệm sau cùng của tôi ở trong liên đoàn 5 vận tải thuộc về vùng 5 tiếp vận. Còn trước đó thì tôi là trưởng phòng chuyển vận của Bộ Chỉ huy Quân vận 5. Mà cấp bậc của ông là gì? Thưa, cấp bậc cuối cùng của tôi là thiếu tá. Thưa ông, thì khi mà cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày đó ông đang làm gì? Thưa, ngày 30 tháng 4 thì tôi đã vào trại tập trung được 8 ngày. Là vì tôi đóng ở Cam Ranh. Và Cam Ranh bị vỡ vào đêm mùng 1 rạng ngày mùng 2 tháng 4 năm 75. Mà tôi cũng xin được phép nói thêm một chút về cái vấn đề vỡ của chúng tôi. Sáng hôm đó thì chúng tôi được lệnh phải rời dân trại để nhường cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 từ Ba Mê Thuột rút về. Thì chúng tôi lêu vêu ra nằm ở giữa một cái bãi đáp của phi cơ ở bên khu gọi là Air Force của bán đảo Cam Ranh. Thì chúng tôi ở đó đến trưa, thì lúc bấy giờ nhốn nháo lắm. Từ Đà Nẵng di tản vào, rồi bắt buộc phải lên bán đảo Cam Ranh. Rồi chiều đến thì lại có lệnh là phải rút về Sài Gòn. Do đó phải nói rằng những cái thời gian đó tôi rất căng thẳng. Căng thẳng là vì như thế này. Các sếp của tôi bảo rằng anh ở lại, chúng tôi đi họp để tự thủ. Sau đó các sếp tôi đi lúc nào tôi chẳng biết. Thành ra tôi là cái người cấp bậc lớn nhất còn lại trong đơn vị mà không có chức quyền. Không phải là chỉ huy trưởng, cũng không phải là chỉ huy phó. Có sống qua những giờ đó tôi mới thấy rằng tôi còn được ngày hôm nay là cái phúc lớn. Là bởi vì khi mà người lính buổi tối hôm đó họ nói với tôi rằng bây giờ không gọi tôi là cấp bậc nữa, ông phải ra lệnh cho ông sĩ quan tài chánh mở kho ứng cho chúng tôi mỗi một người 5.000 đồng để khi vào Sài Gòn chúng tôi lãnh lương sẽ trả lại. Bởi vì bây giờ chúng tôi hết rồi, tiền lính là tính liền, không còn cái gì để sống nữa. Thì tôi cũng không biết nói thế nào, tôi cũng có mời ông sĩ quan tài chánh lên. Tôi nói anh em nói hiện bây giờ trong quỹ của Trung úy còn 6 triệu bạc. Ông nói xác nhận có, thưa tá có. Thế thì bây giờ anh em người ta có ý nghĩ như vậy đó, thì
anh nên xuất cho người ta mượn. Thì anh ấy trả lời rất đúng. Anh bảo rằng tôi rất tiếc, chúng ta không phải là chỉ huy trưởng, cũng không phải là chỉ huy phó, tôi không thể thi hành cái lệnh này được. Thì nói sau đó tôi đã sống những giây phút hết sức là căng thẳng. Có một số anh em lên cò súng và nói xin lỗi và sĩ quan các anh lúc sung sướng thì chỉ lo đú đợn. Bây giờ để mặc cho tụi tôi sống trong cái cảnh bơ vơ, mất đầu mất tai như thế này. Cho nên họ đã làm dữ với tôi. Thì lúc thật lúc bây giờ tôi hết sức là hoang mang và cũng hết sức là thối chí. Tôi cũng coi như là phó thác cái mạng mình thôi, nó thế nào thì thầy thấy thôi. Thì sau đó thì có một anh lính là anh ấy tài xế riêng của tôi. Anh nói thiếu tá cứ yên tâm, không sao đâu. Và ông biết anh ra anh nói cái gì đó với lại một số anh em. Thì nói xin lỗi danh từ nhà binh chúng tôi hơi nói bậy một tí. Thì các anh đó khoảng chừng 40 người. Họ lấy súng xong họ bao vây một vòng xung quanh cái nệm tôi ngồi ở ngoài giữa bãi đất trống đó. Thì mấy anh ấy nói rằng là thằng nào hồi nãy hỗn với sếp, chúng mày ra mặt thì tao bắn bỏ mẹ chúng mày. Chúng mày muốn mà đụng lên sếp phải bước qua sát của chúng 40 thằng chúng ta. Đó là những cái tình cảnh mà hết sức là gieo theo tôi nói bây giờ. Và đến cuối cùng thì đúng 1 giờ sáng, tôi cũng không hiểu lệnh từ đâu mà chị nghe nói tán hàng, thế là tất cả đồng đội chạy. Và thưa ta 4 giờ sáng, 1 giờ sáng ngày mùng 1 rạng ngày mùng 2 tháng 4 năm 75 tại bán đảo Cam Ranh. Và nó có những cái cảnh mà khiến tôi rất đau lòng. Có nhiều anh em nằm ở trong quân y viện ở trong bán đảo Cam Ranh. Cô phải cho tôi phép cô nói thì cô mới thấy được cái đau đớn. Có những anh bị gãy chân mà đi ra xong rồi bảo chứ thiếu tá ơi cho tôi đi với. Tôi bảo làm sao anh leo lên. Chính mắt trước mắt tôi anh ấy cầm cái giò anh ấy bẻ nó cốt một cái. Anh bảo đưa tôi lên đi. Đấy, những cái cảnh như thế. Rồi đoàn xe chúng tôi chạy ra ngoài bán đảo Cam Ranh. Bất kỳ một người nào mà đứng mà giơ tay cản xin đi là phóng đại vô chết hết. Bởi vì lúc bây giờ khiếp quá rồi. Chưa thấy bóng người cộng sản ở đâu mà khiếp đến cái độ. Và nói thật trước mắt tôi đã thấy những anh lính biệt động quân chết gục ra ở đó. Không phải là vì xe chúng tôi càn lướt để mà chạy. Và từ trong bán đảo mà đi ra đến ngoài quốc lộ 1. Thưa cô, chúng tôi phải đi mất 6 tiếng đồng hồ. Và phải băng xuống ruộng. Con đường nó chỉ làm cái cầu Long Hồ là ngày xưa mà ông Kỳ đã khánh thành khi mà người Mỹ đến đóng ở trong bán đảo Cam Ranh. Thì cái cầu nhỏ lắm, cho nên sau này thì nghĩa là bằng phải băng xuống ruộng mà chạy. Thành ra đó. Dạ, bởi vì ở ngoài thì vào. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng bán đảo Cam Ranh là Mỹ sẽ đem tàu vào đó. Và ở ngoài trong thì đi ra là vì thấy rõ ràng. Sở dĩ tôi nói ở trong đi ra là vì như thế này. Trong cái ngày mùng 1 đó thì bến tàu á, là thủy quân lục chiếm đóng, chiếm. Và ở trong sân bay á, là nhảy dù chiếm. Cho nên là chính ông đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy 5 tiếp vận xuống nói xin các anh em yên chí sẽ có tàu. Nói xin lỗi cô bắn luôn, ông bị thương. Là bởi vì lúc bây giờ rắn mất đầu rồi, hỗn quân hỗn quan rồi. Rồi nó có những cái mà tôi bây giờ tôi vẫn còn khiếp. Là lúc bây giờ tôi xin lỗi còn mang cấp bậc ở đây. Thì có một ông trung tá ở cái làm quân đoàn 1 vậy đó, ông vào. Ông nói là một thằng lính hớt hải chạy vào nói thiếu tá. Ông ơi làm dữ quá. Tôi hỏi chuyện gì mà ông làm dữ vậy. Ông dặn ông nói mày hả? Mày ra lệnh không cho nó đưa tao đi hả? Tôi bảo chết rồi bây giờ mình cương với ông, không bắn dại thôi. Thế tôi mới bảo vâng thưa chúng ta bình tĩnh, chúng ta cần gì. Tao bảo nó lấy xe đưa tao đi tìm vợ con tao lạc mà bây giờ nó không đưa. Thì bây giờ mày phải đưa xe. Tôi lúc bây giờ cũng là cái gọi là kêu bằng bác giáo thì cũng làm đại đó. Tôi bảo em đưa tay đây anh. Đưa tay ra tôi ghi đổ đầy xăng. Xong tôi ký. Thế mà ông cũng chấp nhận. Mà bởi vì lúc bây giờ ông không có còn cái gì gọi là sáng suốt nữa hết. Trước mắt ông bây giờ chỉ làm sao tìm được vợ con ông thôi. Bây giờ đó là thành ra ông ký rồi tôi ký.
Sau cái đó rồi là tôi rút đi liền. Tôi không còn ở tại đơn vị nữa. Tôi đi nằm một chốn. Tôi bảo các anh bây giờ mở máy PRC-34 và 43 ra để mà liên lạc với tôi. Không biết tôi ở đâu hết. Bởi vì tôi thấy cái cảnh đó, cái giờ phút thứ 25 này mà chết ổ mạng quá đi. Cũng hoàn thể là tôi tiếc vì cái thân tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chuyện nó vô lý quá. Không lý, mà mình đã 13 năm trong quân ngũ không sao mà đến giờ, đến phút cuối rồi mình lại bị chết một cách thì oan ức sao vô lý quá. Thế cho nên... Dạ, cho nên là tôi thấy rằng cái đó là một cái mà chúng ta cần phải lưu tâm đến. Và thưa sau này tôi cũng nghe nhiều chuyện nói là khi lên tàu thì có những cái chuyện mà lính tráng nói lại những vị sĩ quan này kia nọ hết. Nhưng mà tôi cũng được biết, theo như tôi được biết thì cái ngày mùng 1 tháng 4 năm 75 thì chính mắt tôi thấy là ông Trung tướng Lâm Quang Thi cũng đã ghé lại Cam Ranh. Mà trông ông cũng buồn bực lắm, thiểu não lắm. Và tôi thấy cái áo mà ba sao của ông ấy giặt phơi ở trên cái dây gió phật vậy. Và đại tá Ngô Minh Châu là chỉ huy trưởng bộ chỉ huy một tiếp vận. Và tôi cũng nghe nói là Trung tướng Ngô Quang Trưởng có ở mặt ở Cam Ranh. Nhưng sau đó thì nghe nói trực thăng đã đến đón ông về Sài Gòn. Thì đại khái đó là những cái chuyện mà trong cái ngày 1 tháng 4 năm 75 tôi đã chứng kiến ở tại Cam Ranh. Còn đến lúc mà 5 giờ chiều thì không ai dám xuống bến tàu, không ai mà dám vào trong phi trường nữa. Là bởi vì thủy quân lục chiến và nhảy dù người ta không cho ai vào hết. Và nếu ai cưỡng lệnh họ bắn tại chỗ thôi. Thành ra cái lúc bây giờ thì nó không còn nữa. Thì tôi thấy cái câu này tôi nói là khi chiến thắng thì cái sự không trật tự có khi là lợi thế. Nhưng ngược lại trong một cuộc thất bại mà sự vô trật tự thì rất là nguy hiểm. Thì tôi thấy cái điều đó có thể áp dụng đúng ở trong cái hoàn cảnh của tôi trong những ngày nằm ở trong bán đảo Cam Ranh. Thưa ông, khi mà ông nói là lúc bây giờ những người mà cấp trên ông đó là đi hết rồi, chỉ còn ông là thiếu tá là coi như lon cao nhất, mà ông không phải là chỉ huy trưởng, mà có những lúc ông phải đóng vai trò chỉ huy trưởng bất đắc dĩ. Như vậy ông có thể kể lại cho chúng tôi biết là trên ông những người mà đi rồi là không cần nói tên là những cấp bậc nào và có bao nhiêu người không? Dạ, trên tôi á thì cao nhất trong ngành của tôi là một ông đại tá chỉ huy trưởng quân vận vùng. Và dưới ông đó thì có một ông trung tá chỉ huy phó. Và trực tiếp về đơn vị tôi là một vị thiếu tá gọi là liên đoàn trưởng liên đoàn năm vận tải. Dạ. Dạ vâng. Còn binh lính thì họ vẫn phải nằm tại chỗ chứ không ai được đi đâu hay sao? Vâng, bởi vì chúng tôi có một cái lợi thế là tất cả gia đình binh sĩ đều nằm ở Nha Trang. Mà chúng tôi tiếp nhận cái căn cứ Cam Ranh của từ người Mỹ, cho nên là tất cả chúng tôi phải về phục vụ ở trong bán đảo Cam Ranh. Vì đó cho nên khi có lệnh cấm trại 100% thì không cách gì mà đi ra khỏi bán đảo được hết. Dạ. Yeah. Thưa ông, vậy sau đó thì chuyện gì xảy ra? Sau đó thì cái anh tài xế đó, anh hỏi nhỏ tôi, anh hỏi là bây giờ thiếu tá tính sao? Thiếu tá muốn về Sài Gòn hay thiếu tá muốn thế nào? Thì nói thật lúc bây giờ tôi nghĩ như thế này, thượng cấp đã chẳng quan tâm đến đơn vị, thì mình đâu có trách nhiệm gì đến đơn vị đâu mà quan tâm. Cho nên tôi nói với anh tài xế rằng tôi quyết định ở lại. Và tôi đã ở lại. Thì anh tài xế nói như này là: thưa ông thầy, bây giờ tôi biết ông thầy tâm trí bấn bíu lắm. Ông thầy giao quyền cho tôi đi, để tôi điều khiển. Thì sau đó tôi nói được, anh làm đi. Thì chính anh đó là lúc mà có lệnh nói tan hang, thì chính anh ấy nhảy ra, bỏ cái xe Jeep, không đi xe Jeep nữa, nhảy lên một cái xe GMC và anh giành lái. Thì cái anh tài xế nói, mày sao mày không đưa ổng đi xe Jeep mà mày lại lấy xe MGC của tao? Thì anh nói, tao với ổng phải đi xe này để tránh dò ngó của địch. À, anh nó lanh đến như vậy. Và anh đưa tôi ra đến ngoài ấy, thì anh nói rằng, ông thầy, tôi biết ông thầy tình cảm lắm. Mà ông thầy bây giờ mà ông thầy tình cảm thì ông thầy chết mà tôi cũng chết theo.
Thì tôi nói thật với ông thầy, tôi sẽ đưa ông thầy vào nhà ông chú thôi. Nhưng mà sau đó thế nào họ cũng quay lại họ tìm ông thầy. Thì ông thầy chớ có lên tiếng, chứ ông thầy mà vì cái chỗ mà thương lính hay là thế này khác mà ông thầy mà lên tiếng thì nó vô nó bắn tôi liền. Thì sau đó tôi ra đến Cam Ranh, tức là chỗ Ba Ngòi, thì xe tôi dừng lại. Thì tất cả các xe cũng dừng lại hỏi, tại sao dừng, tại sao mày dừng? Thì cái anh tài xế anh nói rất là khôn khéo, anh bảo, tụi bay chạy trước đi, tao với ông phải đứng đây để mà đứng đếm từng xe một về còn trình diện bộ tổng tham mưu chứ. À, nó nói như thế. Thì tụi kia nghe lời, chạy hết. Đến khi tôi chạy chờ một lúc mà thấy không còn cái xe nào đến nữa, thì nó bảo, giọt con thầy. Thế là nó nắm tôi chạy vào một cái đường hẻm. Thì vào trong đó thì ông chú của nó vẫn còn nằm thản nhiên ở nhà, mà ông đại là trưởng đoàn thanh niên nhân dân tự vệ, nhà súng đầy trong các binh đầy ở trong đó. Nó dậy nó, trời ơi, cộng sản vô nơi mà ông còn ngủ không? À, thì ông chú thức dậy bảo, vô hồi nào, vô hồi nào. Thế là nó bảo, thế ông bảo, thôi đem súng lên giấu trên trần nhà. Nó thôi ông ơi, ông đừng có giấu. Ông giấu giờ cái lối xóm nó biết, nó khai, ông cứ để đó, nó vô rồi ông nộp cho nó thì yên chuyện, không có gì hết. Ông có làm gì đâu, không sợ. Thế là tôi ở đó một đêm, thì chừng một tiếng đồng hồ sau thì cái đoàn xe trở lại. Thì tôi nghe nói là thằng Chí trong này hết, nó đưa ông thầy vô nhà của ông cậu hay ông chú gì nó ở đây nè. Không? Rồi nó cứ, chú ta ơi, chú ta sao chú ta nỡ bỏ em thế này thế kia thế khác. Thằng anh tài xế anh thấy vậy, anh bảo, chú ta ngậm tay ra miệng, bắt được ngậm chặt lại, cắn lại để mà không cho tôi lên tiếng. Mà cũng bắt tôi đứng xa cái cửa sắt để đừng có mà viện vô mà nó nghe khạch 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 là nó biết là có người ở trong nữa. Thế là do đó mà thành ra tôi thoát. Thì sáng hôm sau là nó đưa tôi vào Đồng Lát, tức là cách Cam Ranh 9 cây số. Tôi ở Đồng Lát với gia đình của anh đó 9 cây số, và tôi đã bị một trận bom từ quân phi cơ của ta ở Sài Gòn ra ném để mà cắt cái cầu ấy. Và chính cái chỗ đó mà ông Lý Tống bị bắn rơi ở Cam Ranh là cái ngày đó. Đó. Thì tôi ở đó, thì sau đó thì tôi phải chạy về Nha Trang. Và đó là một cái mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh đó. Mỗi khi có dịp được về hay là có dịp mà ai về, tôi đều có một chút ít gì đó đến thăm anh ấy. Thì đó là những cái kỷ niệm mà tôi cho rằng nghĩa là tôi sợ nhất trong những ngày cuối cùng trong đời quân ngũ của tôi. Yeah. Ông đó, ông có phải đi tù không? Dạ thưa có. Nhưng mà đối với tôi thì nó vẫn có những cái sự may mắn bên cạnh những cái không may mắn. Tức là tôi là một người thuộc về ngành chuyên môn. Cho nên thời gian đi tù của tôi ấy, nó cũng có những cái tôi không hiểu làm sao nữa. Vì tôi thấy rằng là tôi vô, tôi nghĩ sao tôi nói vậy. Thí dụ như trong các bản khai lý lịch, họ hỏi tôi thì tôi nói rằng tôi đi lính. Tôi chưa hề thấy một ông Việt Cộng nào hết, tôi chưa hề biết dùng cái súng ra làm sao với một ông Việt Cộng nào hết. Thế thì có thể là vì những cái lời khai của tôi như thế mà họ thấy rằng có thể đúng. Thì họ đã để cho tôi, sau một thời gian chưa được 2 năm thì tôi về. Và chính cũng vì thế mà tôi qua đây với cái dạng không phải là đủ 3 năm học tập hay là 3 năm cải tạo, nói theo cái kiểu mà thường thường chúng ta vẫn nói đó. Nhưng mà phải nói rằng là tôi qua đây là thuộc vào cái dạng đã có thời gian đi học ở nước ngoài. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà vẫn thuộc vào chương trình hát. Dạ vâng. Thưa ông, qua những cái kinh nghiệm của cuộc chiến tranh và nó ảnh hưởng đến đời sống của ông như thế, ông có suy nghĩ gì về cuộc chiến tranh Việt Nam, nói một cách ngắn gọn? Thưa, theo tôi thì cái hoàn cảnh của, theo tôi nghĩ thì nước Việt Nam là một cái nước nhược tiểu, không thể tự lập được. Nói rằng hay là dưới danh nghĩa này, dưới danh nghĩa khác chỉ là một cái lối nói. Còn thực ra thì chúng ta phải liên lập. Liên lập hoặc với một thế lực này hoặc với một thế lực khác. Nhưng chỉ có tiếc một điều là những người liên lập hoặc là họ ỷ vào nước lớn, hoặc là họ ỷ vào tiền bạc bung ra, cho nên họ đã không chuẩn bị tâm lý để mà sống hòa hợp với những người đồng minh của mình.
Tôi lấy một thí dụ, như khi người Mỹ ồ ạt đến Việt Nam, họ đưa qua, miễn làm sao đưa qua cho đủ cái số quân đó. Cho nên trong cái chỗ đó là có nhiều người. Thời gian tôi cũng xin mở một dấu ngoặc ở đây. Trong thời gian tôi học ở đây, có những anh nghĩa là ngồi khóc rứt này, tôi hỏi đến sao khóc, mai tao đi Việt Nam, sợ đến cái độ vậy. Thành ra tôi nghĩ rằng là họ không chuẩn bị cái tâm lý cho những người mà đến phục vụ ở Việt Nam. Và vì lẽ đó cho nên nó có những cái không hay. Một số nữa là những cái ông cố vấn, ông nghĩ rằng là đất nước tôi bỏ tiền ra cho các anh, thì tôi phải thế này, anh phải thế nọ với chúng tôi. Do đó thành ra cũng có những đụng chạm. Tôi lấy những thí dụ như trong đơn vị của tôi, có một anh thiếu tá O'Connor đó, anh ấy rất là ngang bướm. Xin lỗi là cục trưởng của tôi là đại tá mà ra anh cũng không thèm ra chứ à. Thì nói thẳng ra nó vấn đề nó cũng khó là một số lớn anh em sĩ quan ấy, không có trình độ anh Văn. Cho nên nó không sợ. Nhưng ngược lại thì có một ông sĩ quan ông ra, ông bảo nó mày phải ra đứng vào hàng. Thì nó ra. Ra xong nó bảo rằng mày là cái cấp bậc gì mà sếp của tao lớn hơn mày 2-3 cấp bậc mà mày không ra mày chào là mày vô phép. Thì nó phục thiện, nó xin lỗi. Thí dụ như vậy. Thành ra tôi nghĩ như vậy. Thành trái lại cũng vậy. Đó là mới nói những cái sĩ quan. Còn binh sĩ hay là hàng hạ cấp nữa thì họ có những cái hành động đối với phụ nữ hay là đối với gia đình Việt Nam thì kia nọ. Nhưng ngược lại thì chúng ta cũng phải thấy có nhiều người cũng rất mến Việt Nam. Chứ không phải là không. Thành ra tôi cũng có những cái nhận xét như thế. Thì bây giờ còn trái lại thì miền Bắc cũng vậy. Tiến cũng nói rằng là tự đánh tự này kia, nhưng thật ra thì có lực đâu mà đánh nếu không được sự trợ giúp của cái khối bên đó. Thí dụ như vậy. Đấy, vâng. Thưa ông, thì có nhiều người chúng tôi phỏng vấn, họ nói là những cái ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam đó, người lính miền Nam Việt Nam không có đủ đạn để bắn, có đúng không? Ông trường hợp ông có bị như vậy không? Thưa, tôi làm ở ngành tiếp vận thì điều đó tôi thấy rõ là đúng. Là trước khi mà người Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam thì đang gọi là cấp số 60 ngày, thì người Mỹ cho đôn lên là cấp số 90 ngày. Về mọi mặt, những cơ phận thay thế ô tô, súng, ống, đạn dược và đủ thứ là đều tăng lên thêm 30 ngày nữa. Nhưng mà cái 30 ngày đó, cuộc chiến đâu có phải là chỉ có 90 ngày là hết. Thì sau đó thì họ giảm xuống. Và vì cái giảm đó mà thành ra, và có một số điều nữa là chúng tôi cũng thấy rằng, ví dụ như là sau này chúng tôi gặp những anh em người Mỹ ở trong cơ quan Dow á, thì tôi xin họ nghĩa là ấy, thì họ cứ nói nhưng mà không có cái mức độ mà tiếp liệu gọi là thông lệ như trước nữa, mà nó xa cách cái này kia nọ. Rồi có những anh bạn tôi ở bên không quân thì bảo rằng ta lấy làm lạ là sao nó đưa máy bay mà nó bảo là không được sử dụng, bắt phải quấn giấy lại, khi nào tôi bận thì mới được tháo giấy ra sử dụng, nó chẳng hiểu được. Thí dụ như vậy. Và đó là những cái mà thấy thì cái đó quả thật là như vậy. Khi mà ông nhắc đến cơ quan Dow là DAO đó, ông có thể cho biết là qua sự hiểu biết của ông thì Dow giữ nhiệm vụ gì trong cái cuộc chiến Việt Nam không? Cái cơ quan Dow ấy, tức là nó là thay thế cho cái MacV. Khi mà người Mỹ ồ ạt đến Việt Nam, theo tôi biết thì nó có cái cơ quan gọi là MacV. Sau này á, thì là, tức là MacV, tức là Military American Command hay gì đó, đại khái như vậy, in Việt Nam. Còn sau này DAO á, tức là nó do cái chữ Defense Attaché Organization hay cái gì đó, đại khái là như vậy. Thì cái cơ quan đó tức là họ là những người đại diện cho Bộ Quốc phòng của Mỹ làm việc bên chính phủ Việt Nam, để mà coi chính phủ Việt Nam cần cái gì thì họ giúp cái đó. Đó là theo tôi hiểu như vậy. Còn thì tôi không có làm việc nên tôi không có đi sâu vào chi tiết về cái cơ quan đó. Thưa ông, thì ông ra tù như vậy, ông mới 2 năm rưỡi, tức là năm 77 gì đó thì ông được thả tù. Cho đến khi ông sang bên này là ông nói năm 1995. Dạ vâng. Như vậy trong 12 năm đó thì ông sống như thế nào, bằng cách nào để sinh sống? Thưa, tôi ra tù thì ở phường tôi họ nói rõ ràng. Họ bảo rằng anh thuộc vào cái danh sách gọi là A1.
A1 nghĩa là có nhà thì bị tịch thu nhà, có xe thì bị tịch thu xe. Thì tôi đã ở trong cái trường hợp đó. Và nhà của tôi thì đúng ra nó là cư xá sĩ quan, nhưng mà người Cộng sản khi tiếp thu miền Nam á, họ lại cứ nhìn cái con mắt với như ở ngoài Bắc. Cho nên họ nói rằng cái nhà đó là tất cả là do quân đội trang bị cho anh. Thế thành ra họ lấy hết. Nhưng mà cũng may là những cái anh mà được người Cộng sản lúc bây giờ họ mướn để mà biến cải từ một căn nhà tôi thành 3 căn á, thì họ bảo không phải đâu, các anh hiểu sai rồi. Thì họ mới nghe những cái anh đó hơn là nghe chúng tôi. Cho nên thì họ bảo, thế thì thôi thì bàn ghế tủ giường hay cái gì mà của anh thì anh lấy đi. Nhưng mà nói là nói vậy chứ còn gì nữa đâu. Mấy năm tôi đi tù thì vợ nhà cũng bán lần bán mòn đi. Rồi thì còn gì nữa đâu. Nhưng mà ít nhất cũng còn được một cái xác. Nhưng có một cái điểm này chúng tôi phải thành thật nói là cái anh mà làm xây dựng, anh dặn tôi là tối ông gỡ hết mấy kèo nhà. Ông gỡ tôi, ông gỡ cửa sổ, đem đi. Để tôi phá, tôi làm lại mới đó. Thế do chỗ đó thì ra chúng tôi cũng thu gom được một số cây ván và tôn. Thì do cái số cây ván đó chúng tôi đem ra đổi cho một cái người. Và tôi được họ nhường cho một nửa căn nhà. Thì nói thật với cô là chúng tôi rất là trong khoảng thời gian gần 20 năm mà sống ở miền Nam gọi là ở lại đó. Thì chúng tôi bị nhiều cái điều đứng lắm. Họ nói tôi rằng là có 6 cái nghề anh không được làm. Thứ nhất là không được đánh máy. Thứ hai là không được quay Romeo. Thứ ba là không được làm chụp hình. Thứ tư là không được, nghĩa là lên làm những cái truyền thanh, truyền hình như những cái gì gọi là thông tấn, viết báo gì hết. Và thứ năm nữa là anh không được giao dịch với người nước ngoài. Và thứ sáu nữa là anh đi đâu phải cho tôi biết. Thì nói với cô thật ra thì ở đây chúng tôi phải nói rằng người Việt có một cái luồn lách rất là giỏi. Và tôi cũng là ở trong cái chỗ đó. Nói là tài ba thì không đúng đâu, nhưng mà bụng đói như đầu gối phải bò. Cho nên tôi đã chạy vậy rất nhiều. Khi thì xung phong đi làm công nhân xây dựng, mặc dù tôi chẳng biết xây dựng là cái gì hết. Và chúng tôi thường đùa nhau lúc giờ gọi là thợ đụng, tức là đụng đâu làm đó. Và có nhiều khi tôi đã phải lên tới Đắk Nông, lên tới Đắk Lắk, hay là đi những cái miền mà xa nhà tới, nghĩa là 10 mấy, 20 cây số hay cả 100 cây số, và sống ở đó cả tháng mới được về nhà. Và chính nhờ những cái đó, rồi thì là đối với địa phương thì tôi là một cái đối tượng. Nhưng đối với tới chỗ đến nơi thì họ chỉ cần nghĩa là cấp cho tôi cái giấy công nhân xây dựng. Tôi đem về tôi trình phường khóm, cho nên tôi thoát được cái không đi kinh tế mới. Cái đó phải gọi là cái may mắn và cái luồn lách của tôi trong cái số để mà sống trụ lại được ở thành phố. Và điều này thì tôi cũng phải nói rõ nữa là một số bà con ở bên vợ cũng bảo nói nhỏ với tôi rằng là muốn gì thì gì mày bám lấy thành phố nhé. Mày không thể sống ở ngoài thành phố được đâu. Thế do đó thành ra thì tôi cũng phải tùy thời tùy thế mà uốn héo cho nó đúng thôi. Thì đó là tất cả những cái điều đó thì tôi thấy như vậy. Khi ông nói bà con bên vợ, tức là những người ở ngoài Bắc sống ở bên đó trước năm 75 ạ? Vâng. Dạ. Yeah. Và ông thấy rằng, nghiện thấy thì cái điều họ khuyên có đúng không? Thưa theo tôi thì đúng. Bởi vì thành phần của những người bên vợ chúng tôi thì cũng trải qua nhiều cái gian nan trong thời gian ở ngoài Bắc. Tôi cũng nghe nói là cũng có dính líu một tí trong vấn đề cải cách ruộng đất. Và cũng đã bị những cái, nhưng mà cũng may không có sao hết cả. Dạ. Thành ra do đó thì họ cũng có kinh nghiệm. Dạ. Bây giờ hỏi ông cũng nói ban nãy rồi, nhưng bây giờ hỏi cô ngắn gọn là ông nghĩ gì về cái chính sách của người Mỹ trước chiến tranh Việt Nam, tác dụng cho Việt Nam? Theo tôi thì lúc đầu phải nói là người Mỹ họ muốn nhìn vào một cái triển vọng, tức là dùng một cái bức tường để ngăn chặn
cái sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản tại miền Nam. Thế nhưng do những cái hoàn cảnh nội bộ trong đất nước của họ và do những cái chuyện mà bây giờ càng ngày thì mình càng thấy họ có giấu giếm, cho nên là người dân họ không nắm được cái vấn đề đó rõ ràng. Thế cho nên vì cái chỗ đó mà thành ra họ vẫn ấy. Và một điều nữa thì chúng ta phải thấy rõ như thế này, theo tôi nhận định là mỗi một cuộc chiến nó đều có một cái giai đoạn của nó. Một cái giai đoạn gọi là áp sát vào. Và đến một cái giai đoạn nào đó thì họ không cần áp sát nữa. Thì hiện nay người ta nói rằng vì cái thị trường người Trung Quốc lớn quá cho nên người Mỹ bỏ Việt Nam vân vân và vân vân. Nhưng mà tôi thấy rằng có thể có cái chỗ đó. Có thể có chỗ đó. Và một phần nữa là người Mỹ chưa chuẩn bị tâm lý cho người dân Mỹ hiểu về cuộc chiến tranh. Tôi lấy một thí dụ như trong thời gian tôi đi học ở Mỹ này năm 1967. Thì có những em Mỹ nó đã hỏi tôi, anh có phải là Việt Cộng không? Bởi vì nó không hiểu Việt Cộng là cái gì cả. Thì tôi cũng cắt nghĩa, nó bảo rằng Việt tức là Việt Nam, mà Cộng là Cộng sản. Người nào mà theo chủ nghĩa Cộng sản thì gọi là Việt Cộng. Tôi không phải là theo chủ nghĩa Cộng sản, tôi không phải là Việt Cộng. Thái đại khái là như vậy. Thế thành ra hay là trong thời gian tôi ở For Justice của Virginia, một ông bác sĩ tên là ông Đại úy Seaman, ông đã hỏi tôi một câu này là bộ người Việt các anh không tự đánh được sao mà phải kêu con em chúng tôi qua đánh để mình bên nước các anh. Thì tôi thấy cái đó là cái, theo tôi là vì chính phủ Mỹ khi mà dấn thân vào trong cuộc chiến Việt Nam chưa có kịp chuẩn bị, hay là nhìn thấy cái mục đích ngắn mà chưa thấy cái mục đích dài. Cho nên cái chỗ đó mà thành ra sau này nó mới càng ngày càng vỡ ra, rồi thì càng có những cái, và như cô cũng đã biết những cái phong trào phản chiến mà đến độ mà giới điện ảnh rồi thì là giới triết gia rồi văn học thế giới này kia nọ vân vân và vân vân. Tôi không nói ra, nhưng chẳng hạn như ông Bertrand Russell hay là ông Jean-Paul Sartre hay là cô Jane Fonda chẳng hạn như vậy vân 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 vân. Thì cái đó cũng là vì họ không được chuẩn bị lý. Có nhiều người sau này cũng đã phản tỉnh, thí dụ Jean-Paul Sartre, thí dụ Jane Fonda. Nhưng có nhiều người thì vẫn cho rằng là bởi vì cái bản tính của con người thì không muốn có cái chuyện chiến tranh, không muốn có mất mát. Cho nên là chỉ có ai trong hoàn cảnh thì mới thấy rằng phải bắt buộc phải làm thôi. Còn nếu ở ngoài thì họ bảo, ô xin ơi, thế này thế nọ thì có ăn thua gì, ví dụ như vậy. Đó là theo cái quan điểm mà tôi nghĩ một cách cạn cợt. Chứ còn có thể những người chính trị người ta có những cái nhìn xa hơn, thấu đáo hơn thì họ có những cái khía cạnh khác hơn. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là như vậy. Thường là ông có biết và ông dùng bút hiệu là Việt Tâm, thì ông có thể giải thích tại sao ông dùng bút hiệu đó và ông bắt đầu viết từ bao giờ? Thưa, về vấn đề này thì tôi xin được phép nói hơi dông dài một tí. Khi mà ông cụ tôi đi ra Bắc là năm 1945, là lúc bấy giờ tôi chỉ mới có 11 tuổi. Thì mẹ tôi ở lại trong Nam này với bốn chị em. Tất cả một mình mẹ tôi quán xuyến hết. Từ việc đưa đi tản cư trở về lại Sài Gòn thế này thế nọ, nuôi nấng tụi tôi đều tay vào mẹ tôi hết. Mẹ tôi có một cái đặc biệt là không biết chữ, sức học rất kém, nhưng mà cái lòng thương con thì vô bờ bến. Tôi còn nhớ là mẹ tôi cứ dành, từ khi bố tôi còn ở trong Nam cũng như khi bố tôi đi ra đi, mẹ tôi nói rằng tất cả những cái phiếu điểm hàng tuần của con phải đưa cho mẹ ký. Con bảo thế thì mẹ có xin lỗi mẹ chứ mẹ có hiểu trong họ nói cái gì đâu mày. Bảo không, nhưng mà mẹ phải ký. Hay là mày sợ rằng mẹ ký mày mất mặt mày không cho mẹ ký. Và cụ dùng những cái thuyết đó để mà đánh thôi. Thì tôi phải đưa cho mẹ ký. Và mẹ tôi thì tên bằng chữ S bắt đầu. Nhưng mà bà luôn bà ký bằng chữ X. Tôi bảo mẹ ơi, mẹ đúng tên mẹ không phải vậy. Bà nói tao ký vậy kệ, miễn là tao ký, tao có mày có
mạo nhận chữ ký tao rồi mày sợ. Thế đại khái rồi. Thì tôi nói thật với cô là lúc bây giờ hoàn cảnh của tôi khổ lắm. Mẹ tôi bị lao. Và những tờ báo ở Sài Gòn họ tổ chức những cuộc thi viết truyện ngắn. Thì tôi nói thật chẳng mong làm nhà văn, nhà viết gì hết. Nhưng mà cái thực tế đánh mạnh nhất cho tôi là nếu bài nào được đăng ở báo thì được số tiền nhuận bút. Thì tôi ngày đêm tôi viết. Tôi tự khoe với cô rằng tôi đã nuôi được mẹ tôi bằng viết, bằng tiền viết thi truyện ngắn đó. Mặc dù cuối năm họ có một cuộc thi tổng kết để mà phát giải nhất nhì ba, tôi không mong cái đó. Tôi chỉ mong làm sao là tôi đến nỗi mà tôi đến tôi nhận tiền là cái cô thu tâm của tờ báo tí dội thấy mặt tôi là đưa tiền nhưng không cần hỏi nữa. Là bởi vì cô biết tôi quá rồi, dành đến cái độ vậy. Thì do cái chỗ đó tôi viết, thì viết cũng hồi đó thì thật ra cũng chẳng nghĩ gì xa xôi. Chỉ đem đến cái sự thật của gia đình mình ra nói. Rồi thì tất nhiên tức là có hư cấu một tí nhưng mà đó là dựa vào cái căn bản là cái sự thật của gia đình mình. Rồi mình hư cấu ra để mà nói. Rồi cứ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Rồi sau đó thì tôi làm nhiều việc lắm. Tôi dịch những cái báo Cinerovie của Pháp. Những cái chuyện phim ví dụ như On American Paris chẳng hạn như vậy. Tôi dịch ra rồi tôi bán cho những cái nhà mà người ta ra những cuốn sách mà nói về những cuốn phim đó. Thành ra tôi cũng kiếm tiền được. Thành ra tôi nuôi mẹ tôi. Thế nhưng mà nó có một cái rằng bà cụ tôi cũng vì cái chỗ đó mà mất sớm. Bà cụ tôi mất khi chưa được 50 tuổi. Và từ đó thì tôi sống một mình. Và từ đó thì tôi lại càng phải tự lực để mà lo cho đời mình. Cái việc đó nó ám ảnh cho tôi đến khi tôi qua đến Mỹ này. Tiểu bang đầu tiên tôi đến đất Mỹ này là tiểu bang Minnesota. Thì lúc bấy giờ tôi được chính phủ Mỹ cho ăn 8 tháng. Được food stamp. Nhưng mỗi một lần tôi đi vào trong những cái shopping mall á, mà tôi đưa cái food stamp ra đó, thì ở đó người Việt không có nhiều. Cho nên những người Mỹ họ nhìn chúng tôi với con mắt như là chúng tôi là những người nghĩa là lợi dụng để mà ăn cái tiền đó. Cho nên tôi bực lắm. Tôi nói với lại vợ tôi rằng không, tôi không thể nào mà chịu được cái cảnh mà người ta nhìn tôi như thế. Tôi phải tìm việc đi làm. Thì vợ tôi cũng đồng quan điểm với tôi. Nhưng mà những người tôi có cô em ruột ở đây này. Thì cô lại bảo anh dạy gì? Anh đã bao nhiêu năm tù cộng sản rồi. Người ta còn nghĩa là tâm thần, tâm thiết. Anh mặc gì anh kể đó. Người ta nuôi anh cứ nuôi đi. Tôi không. Tôi đã vầy vò đi tìm và tôi đã đi làm security đúng 10 năm. Bây giờ thì tôi thấy rằng tôi hãnh diện lắm. Tôi sống bằng tiền lương của tôi. Tiền lương hưu của tôi, tiền lương hưu nhỏ thì người ta cho thêm tiền ế, hết sai. Tôi ăn cất không có một cái gì mặc cảm. Tôi nói như thế không phải là tôi lên án những người khác, nhưng mà mỗi người một hoàn cảnh. Tôi thì tôi nghĩ như vậy. Và chính vì cái chỗ đó mà thành ra đó là cái đức của mẹ tôi mà tôi đã học. Bà cụ tôi có những cái rất hay, mà tôi nghĩ rằng tất cả các bà mẹ Việt Nam cũng có như thế. Bà cụ bảo con rửa chén đi, để mặc tôi muốn rửa sao rửa. Đến chừng tôi rửa xong bà cụ cầm ra, bà cụ dùng cái tay ngoáy cái chôn chén. Bà cụ nói con thấy chỗ này con không phải, chưa sạch. Đấy, những cái nhỏ nhặt đó khiến cho tôi thấy rằng tôi học được của bà cụ tôi rất nhiều. Mà bây giờ tôi sống được là cái đức của bà cụ còn để lại cho tôi. Thưa ông, bây giờ ông có con, có cháu, ông khuyên con cháu thì thế nào? Về làm thế nào để sống một cái mẫu người tốt? Tôi không khuyên bằng lời, nhưng tôi khuyên bằng hành động. Tôi khuyên bằng lối sống của tôi. Tôi khuyên bằng những việc tôi làm hàng ngày. Tôi không bao giờ ép buộc con cái tôi phải đi một đường nào. Tôi để thả lỏng cho nó, nhưng mà dưới con mắt ngầm kiểm soát của tôi. Tôi có nói với nó một câu như thế này: các con dù là công dân Mỹ cũng không tẩy được cái da vàng của các con, không tẩy được cái tóc đen của các con. Dưới con mắt người Mỹ các con vẫn là một người Á Châu nói chung và một người Việt Nam nói riêng. Ở cái đất Mỹ này người ta chỉ trọng dụng những người thật tình là có tài, và càng có tài bao nhiêu
thì họ càng nể trọng mới nhiều. Còn với chúng con, hoàn cảnh bố, hoàn cảnh của các con chắc là khó đi đến cái chỗ mà tài tuyệt đối đó. Thì các con liệu phải sống như thế nào để cho ít nhất chúng ta giữ được cái bản sắc Việt Nam của chúng ta trên cái đất Mỹ này. Đó là cái điều tôi khuyên. Thì nói cũng may là tôi cũng còn được may mắn là các con nó cũng nghe. Mặc dù nó qua đây rất ít, chỉ có 2 đứa. Thì tôi thấy đó cũng là cái điều mừng. Còn tuy nhiên có nhiều gia đình bên này thì tôi thấy cũng đó là cái điều lấn cấn. Rất là lấn cấn. Dạ. Thưa ông thì ông có cần điều gì, ông có muốn nói cái gì nữa về kinh nghiệm của cuộc đời ông hay là muốn nói gì cho cái giới trẻ sau này không? Tôi nghĩ rằng như tôi đã nói với cô lúc nãy là nếu tôi ở vào trường hợp của các cháu bằng cái tuổi bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi không có cái lối xử sự hay là cái lối giải quyết công việc nhanh chóng và hữu hiệu như các cháu bây giờ. Đó là cái mặt ưu điểm mà người Việt có ở trên đất nước Mỹ này. Điểm thứ hai nữa là tôi cũng mừng là hàng năm những cái chương trình mà học bổng hay là những cái cuộc phát phần thưởng của các trường nổi danh đều có sinh viên Việt Nam hay học sinh Việt Nam được đại diện cho tất cả các bạn của mình để lên nói về cảm tưởng trong cái ngày đó. Tôi nghĩ đó là một cái ưu điểm. Mà đó là một cái mặt tích cực mình cần phải phát huy. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng thấy có nhiều ưu tư. Cái ưu tư đầu tiên của tôi là các cháu ít nói tiếng Việt. Hiện nay tôi có một cháu bé 7 tuổi và một đứa 5 tuổi. Bố cháu, mẹ cháu và ông cháu luôn luôn nói ở nhà nói tiếng Việt, ở nhà nói tiếng Việt, ở nhà nói tiếng Việt. Nhưng nó chỉ nói được một câu, hai câu, đến câu thứ ba là nói tiếng Mỹ. Cái điều đó chúng ta phải coi lại. Hiện nay thì có một số chùa ở trên đất Mỹ này, bên cạnh cái việc sinh hoạt tôn giáo, đã có cái sinh hoạt xã hội và giáo dục. Nhiều trường đã mở những cái lớp dạy tiếng Việt cho các con em của những đồng bào Việt Nam cư trú trên đất Mỹ này. Nhưng tôi nghĩ rằng ít quá. Ít quá là vì sao? Vì hoàn cảnh các cháu đi học mỗi tuần chỉ có được ngày Chủ nhật, nhiều lắm là 1-2 tiếng thôi. Mà cái tiếng Việt mình thì nó khó khăn lắm. Chỉ cần một cái dấu thay thôi là nó khác nghĩa. Hay là một cái vị trí đổi từ trước ra sau, từ sau ra trước, nó đã mang một cái ý nghĩa khác. Cho nên cái đó chúng ta phải để ý. Thì cũng có người nói với tôi rằng thầy là hiện nay ở đất Mỹ này có nhiều chùa quá. Thì tôi bảo rằng không, mình cứ để cháu phát triển. Bởi vì chúng ta, nếu chúng ta bây giờ từ giã cuộc đời này còn để lại cái gì ở trên cái đất xã hội Mỹ này, nếu không phải là những cái công trình văn hóa của chúng ta. Mà chùa chiền là một mặt văn hóa của Việt Nam. Và người Mỹ tuy rằng bản chất hay là cái thâm tâm họ vẫn không có cái sự gọi là nể trọng mình lắm đâu, nhưng mà ít nhất họ vẫn nhận rằng ở cái đất Mỹ này người Việt cũng có đóng góp một cái sự nào đó. Tôi được nghe nói mới đây theo cái tổng kết của ông Nguyễn Đình Thắng thì con số người Việt ở đất Mỹ này đã lên tới 2 triệu rồi, chứ không phải còn 1,5 triệu nữa. Và toàn thể những người Việt trên thế giới ngày nay đã là 4 triệu người rồi. Thế thì chúng ta cũng phải đặt vấn đề là chúng ta chỉ thua có người Trung Hoa ở trên đất Mỹ này thôi. Nhưng mà về mặt tổ chức thì phải nói người Việt mình còn kém nhiều quá. Tôi lấy một thí dụ nhỏ thôi. Thí dụ như là cái cộng đồng người Ý ở đây, ở ngay San Jose này, họ không có bao nhiêu người, nhiều lắm chỉ chừng một vài trăm người, đó là nói đã phóng đại rồi đấy. Thế mà họ có được một cái nghĩa trang riêng. Còn chúng ta, thử hỏi chúng ta có cái nghĩa trang nào chưa? Hay là chúng ta vẫn nhờ vào Oak Hill, vẫn nhờ vào những cái nghĩa trang của người Tàu, người Đại Hàn,
người này người khác. Tại sao chúng ta không nghĩ đến cái chuyện đó? Cái đó là cũng cái làm cái điều mà theo tôi cần. Mà cái cần đó ai làm? Giới trẻ người ta. Các cháu phải nghĩ đến cái chỗ đó. Các cháu có thể là tự lập, độc lập, sống theo cái lối sống của người Mỹ. Nhưng các cháu phải nghĩ rằng, như tôi đã nói, dù gì đi nữa, mình vẫn là người Mỹ da vàng, tóc đen. Thì phải giữ cái bản sắc Việt Nam đó ở trên cái đất nước Mỹ này. Đó là những cái gọi là ưu tư của tôi cũng có thể nói được, và cái đó gọi là cái ước vọng mà tôi cũng có thể nói được, và cái đó cũng gọi là cái tâm niệm tôi cũng có thể nói được. Dạ. Yeah. Tôi cảm ơn những lời tâm huyết của ông rất nhiều vào yeah. buổi phỏng vấn hôm nay. Dạ. Yeah. Tôi cũng cảm ơn cô Nga Bùi. Yeah.